Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Sapa TV. Qua thì anh em mình vừa Sapa, hay thì về đến thành phố và đang muốn mời các bác đi thưởng thức món gọi là đặc sản ở trên Tây Bắc. Đây mời anh em xem, giới thiệu với anh em một chút. Đây là món rúi hấp nha anh em nhé. Hôm nay tất cả các món đều chế biến từ rúi. Hôm nay là mình đặc biệt giới thiệu với các bạn là một món chế biến từ rúi. Cái này là rúi gì đây em? Đây là rúi nướng anh. Rúi nướng à? Đấy em để đây giúp anh. Rúi hấp, rúi nướng. Rúi nấu với lại là giả cầy. Đấy. Có đây là rúi lòng rúi này, xào với lại là chuối. Hóa ra con rúi cũng được nhiều món. Nhiều món lắm. Còn đây là xương rúi khi mà mình để nấu với canh nấu với bi chuối rừng. Rồi bây giờ xin phép là mời tất cả các bạn anh em dùng nhỉ. À quên, đây còn xương rúi. Xương rúi lại nấu với nấu rau củ quả nữa. À. Rồi, nhưng mà bây giờ làm tí rúi hấp đi. Các em là có ăn được ấy đúng không? Ăn được mắm tôm hết đúng không? Thịt cho mấy chấm mắm tôm anh. Chấm mắm tôm. Ôi, rúi chấm mắm tôm này là đỉnh luôn đấy. Không ăn được mắm tôm cơ. Không ăn được mắm tôm, em ăn được mắm nhá. Đây, mời anh em. Đây là các chị em, mỗi chị em làm cái đùi đi. Này. Em làm cái đùi mỡ. Đây, chủ tịch này, 4 người 4 cái đùi. 4 chân đây, 4 chân. Con rúi là 4 chân đúng rồi. 4 chân là 4 cái đùi. Đấy. Anh em là... Anh em mời anh chị nha. Rồi. Anh chị em về gần nhà nhá. Đấy. Đây em thử chấm mắm tôm có hợp không? Vâng. Thế sao? Khác không? Khác mình chế biến không? Hợp à? Cái rúi này mà chấm với lại là mắm tôm thì nó là đỉnh của chóp luôn anh em nhé. Em ăn thịt này cũng như thịt rúi ở trên rừng chỗ bọn em đi anh ạ. À. Chúng ta ra mình đi. Ngon hơn thịt chuột không? Ngon hơn. Có nhiều thịt không? Thịt chuột nó ít thịt đấy. Nó là béo. Rúi còn béo. Được cao. Nhưng mà cái bì hôm này nó hơi tan ra. Này. Phần rúi là bì nó to, rang nó giòn. Trên em thì rúi chỉ có xào với rừng. Ừ. Trên em mà chuột rúi là toàn xào rừng hơn đúng không? Ừ. Mắm tôm mà. Mắm tôm này chưng hơn. Đúng không? Nói chung là nếu mà hai cái đùi này là ăn hết đây các bạn ạ. Bởi vì ăn nó ngọt thịt lắm. Đây nhiều đùi mà. Ngoài nát ra, nó đùi kia, đặc biệt là anh chỉ gọi rúi thôi. Ăn cái nào đấy, thì là đúng rồi, nếu mình order nguyên rúi ấy, thì là ok, được không? Đó. Như cái rau này, rau này mình chấm vào nước rúi này cho. Em chấm nước này hoặc là cái nước kia kìa, cái sốt kia kìa của cái đúng là món hấp. Chấm nước hấp này hơi nhạt mà. Đây là chấm nước sốt này. Đấy mình đúng vị luôn. Em đang làm tí miếng ba chỉ này. Ăn đi nhá, chị em ăn đi. À. À, rất là nóng hổi luôn. Anh rúi này là rúi xả. Xả như là mơ luôn. Nó vẫn dậy mùi đó. Anh em mình có sắp tới đây là hành trình rất là dài. Đi ở các nhiều nơi thưởng thức nhiều món. Có thể là ngày mai sẽ là ăn rúi nhưng mà mỗi nơi họ sẽ chế biến một kiểu, em hiểu không? À.
nhưng mà ở dưới miền xuôi miền Nam anh em ơi, con chuối chưa anh? Có chứ, ở đâu mà có em? Ăn rúi rồi, đúng rồi, rúi ở trên rừng, trên bình như thế này này, ăn rúi là mới chuẩn. Còn nếu mà anh em mà ở dưới kia là ăn rúi là không chuẩn đâu, hả? Nướng này gì? Dạ nhỉ? Không. Nướng thì dạ có mất cả đây. Nướng đi. Nóng hổi luôn. Đấy. Nóng hổi luôn. Mời anh em nhá. Mời cả nhà. Nào, cạch cái nào. 1, 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Anh em tôi thì không hành trình của anh em tôi còn dài, nên là không rượu bia thì mong là anh em hết sức thông cảm. Đấy. Ngon. Hay có củ diệt. Tẩm ướp toàn bộ củ diệt với cái bên ngoài. Khi ăn vào nó có vị là thơm thơm cay cay, toàn bộ củ diệt. Nhưng mà cái rúi này ấy, là họ chế biến kiểu gì mà nó không bị dai. Mà vẫn có thịt nhỉ? Thịt nó ngon. Cho rồi. Còn nấu thứ nhân nó giòn nướng. Nhỏ. Anh đoán thế, chứ còn nếu không nướng trực tiếp luôn thôi. Nướng trực tiếp này thì dài lắm. Ngon rồi. Này. Ngon. Đấy. Nóng hổi luôn. Em thấy. Ra rồi. Cắn cái miếng bìa bên ngoài tưởng là rất là dai, nhưng mà càng nhai kỹ nhai kỹ thì thấy một đòn nữa. Cái giòn ở bên trong này. Cái ăn bìa. Cái này nhậu bìa là hợp. Ngon, ngon, thơm. Em còn nghe nói là tiết canh cũng rất là ngon đây. Em biết ăn tiết canh không? Nhưng mà nghe nói đâu đúng không? Bố em bảo thế. Bố em bảo thế à? Anh ý với là Pơ làm truyền nhân của Sapa TV anh em ạ. Thế cái dính này thì ai mà bị áo căng hay bị áo trong? Đúng rồi, trước mẹ em cũng bắt em uống ấy. Dạ. Tại nhà em cũng ăn thịt uống mà. Cảm ơn đúng rồi đấy. Hồi bé là em ăn gì chả có căng muốn cho em. Bé. Còn nhiều người không ăn được sống này thì cho lên hấp lên, hấp chín lên. Hoặc là ngược huyết xuống cho các bé ăn. Thế là mình ăn được. Ăn thật luôn nha. Đại tử sao thì bây giờ là phải món gì cũng phải là xơi được. Đau thương bất nhập. Mong chú là tốt. Thuốc là không gì. Đối với người Mông hay bảo là thuốc á. Đúng không? Nào. Cái anh này, anh chú nướng này, có lại sớm cái này là mắm tôm. Nó mới ok ok này. Nào. Tình xuyên việt của anh em tôi là đi là nhằng lắm các bạn nhé, cứ tỉnh bởi vì là bọn tôi sẽ không đi riêng theo một tuyến cố định, mà bởi vì là cái đầu xuân năm mới cứ ở đâu mà nó có cái lễ hội đám cưới đám ma làm nhà bốc hỏa, những lễ hội đẹp thì anh em tôi sẽ ưu tiên là đi trước đấy để quay chia sẻ với các bạn. Nhiều bạn bảo ơi Hải ơi chào mà anh xuyên việt mà anh vẫn chưa vào Sài Gòn, không phải mình đi xuyên việt với em đi các tỉnh, thứ nhất là để quảng bá những cái cảnh đẹp, giới thiệu những cái nét văn hóa đặc trưng, hoặc là cụ thể nhất là những cái ẩm thực vùng miền các nơi miền Bắc như nào, miền Trung như nào, miền Nam như nào, Tây Nguyên Tây Nguyên như nào,
để cho các bác hàng xóm người ta nhìn được trực quan nhất trên video. Hôm trước chị Diễm là điện tới chị Diễm bảo là đến đâu rồi à? Để tháng 12 anh có đến nơi không? Dung Diễm thì mong lắm rồi, bảo anh vào đi, bảo em ra đón, ra tận miền Trung đón luôn á, nửa đường. Là khi nào mà? Tháng 12 là tận cuối năm á. Tháng 5 rồi. Ui, cái này thay ui này để cho ăn lửng. Đấy, giờ tiếp tục giới thiệu với anh em cái món này. Rúi nấu mẹ là bi măng chuối. Bi chuối, đây là bi chuối sừng anh em nhé. Mắm tôm sang, nấu mắm tôm sang đâu anh? Thơm lắm em ơi, mọi người mỗi người làm cái bi chuối đi. Bi chuối rừng này nấu với lại là xương rúi nó rất là ngọt, ngọt lắm em, nó không bị chan lắm. Đó, đây em còn đâu? Nhiều nơi họ nấu bi chuối là món chuối họ nấu cái cách khác. Mà ở đây ngoài Tây Bắc thường thường là hay nấu với bi chuối. Nấu rúi thì rúi, bi chuối. Bi chuối họ nấu với phản chuối cũng được. Như nhà em, bố em cũng nấu bi chuối. Lo lắm rồi, hình như. Thử ăn được bé này. Giờ mới ăn bé, bé được ăn nhiều, thật xưa là nhiều rúi hơn. Càng lớn thì ra ngon. Đừng nói. Ngoài bi chuối ra còn nấu cái lòng. Cái lòng con rúi này. Anh em xem. Đấy. Cái lòng con rúi này. Lại xào với quả chuối luôn nhé. Đấy. Không biết là ở chỗ các bạn thì có nấu kiểu đấy không? Em ơi, lên lấy cho các bạn. Tí còn ăn cái món này đầy đi rồi. Sới thì cũng phải là hai sới. Để em đây. Ừ. Em bí ra đây chị lấy ạ. Cho em chị một ít thôi. Có những cái xào mà anh cảm nhận giống cái gì không? Giống xào ốc. Ở đây em. Lòng, họ lấy cái lòng với gan. Con rúi này. Đấy, gan cái tim này mà này. Xào lại xào với lại là mẹ. Phi hành tỏi. Phi hành tỏi mẹ lên rồi xào. Đấy. Xong rồi sột sệt cho chuối vào là om. Om khi chuối chín thì thôi. Họ không đảo mấy đâu. Nếu họ đảo nhiều nó sẽ bị đảo nhiều nó sẽ bị nát. Chính họ cho thêm người tô vào này. Ừ. Cái này ăn nó cứ bị ngắn. Bị chua chua chua. Ừ. Nhưng mà bị chua chua mẹ ngon. Ngon. Ngày mai ngày kia hành trình của anh em mình sẽ đi chợ phiên, quay một số cái chợ phiên ở Tây Bắc, nổi tiếng ở Tây Bắc. Thứ hai là sẽ có một cái lễ hội cuối tuần này, có một lễ hội nhảy lửa của người Dao. Đấy. Người Dao họ sẽ có một đống lửa to, sau khi thầy cúng ấy là phép xong ấy, các đệ tử là nhảy vào đống lửa. Không vấn đề gì luôn. Ở trên Bắc Hà. Mình nhảy vào bỏng chết là người ta làm phép rồi. Thì người ta nhảy vào mới được. Thầy cũng bảo thế. Kiểu như khi nhau nhảy qua đấy là ai nhảy được qua. Mình mà nhảy vào ấy thì thành núi nướng à? Nhảy thấy đang xuống núi á. Thầy làm phép rồi mà nào người nhảy qua là không nóng đâu ạ. Đúng rồi. Thầy phải có cái bí mật gì đấy, nói chung là giấy giống như nhiều thầy mà lên đầu mới nào cho lửa mồm cái lắm nhỉ, có hiểu không? Cho vào nơi nó tắt ngấm được đâu đấy. Em ơi, ăn đi thôi, tiếp tục xơi món ra. Món này là món rượu mận nha anh em nhé. Này, rượu mận này. Mà có vẻ là cái rượu mận này nó hơi nguội rồi đấy. Để tí nữa, này, review miếng rồi lát vào chủ quán này. Cho lên cái bếp này. Đốt xì lên. Lát mình sẽ ăn kèm với cái bún chứ đỉnh luôn. Rúi nấu dấu hiệu rửa mật. Mmm.
đỉnh cao. Hai đứa là không không sơ được tiếng Anh đúng không? Hai đứa cứ ăn những cái đồ chín nhá. Anh chị là phải làm khi ăn rúi là phải làm tín tiết canh. Đấy, cho không nó là đỡ nóng trong người em ạ. Không là ừ cái tiết canh rúi thì tốt mà. Này, mời anh em. Đấy, đây. Đỏ chưa? U u u u. Anh này đánh tiết canh cũng được đấy. Ở đây quánh tiết canh. U. Đông hết nhỉ? Cái thành đó. Mình bắt nhiều chanh nó hơi chua chua. Thì cảnh ở đây quá uy tín luôn anh em ạ. Nó rất là mát luôn. Mà đỏ au này, chuẩn rúi luôn đấy. Rúi này là tươi. Nếu mà nếu mà tiết canh khác ấy là không được đỏ như này đâu. Ngon. Ngon đấy. Này có con lông ở đây nhỉ? À lông của con rúi. View con lông à? À hai đứa không ăn cái gì? Đây. Ngon quá. Đây là em vẫn còn đấy. Ăn đi ăn đi. Đấy em để cho A Lử. Cho cameraman. Đâu? Cái cameraman của anh là không phải là A Lử mà là áo hẹn. Áo hẹn. Anh đi theo mà em nhớ là anh quên mất anh gọi cameraman của anh là A Lử đây. À, áo hẹn đâu à? Anh em xem. Đấy. Đây là quay như này để cho anh em thấy là cái tiết ở đây của đánh uy tín này. Thấy không? Anh em thấy không? Mà quánh không có một chút nước nào luôn. Bình thường tiết canh mình ăn hết chỉ có ở nhà hàng mình. Và đây là nhà hàng thứ hai em ăn hết một bát này luôn. Không thì chỉ có test thử một hai miếng thôi. Nhưng mà bản thân là nhìn đúng cái con rúi này hôm nay là mình đã thích rồi. Nó chạy vè 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 à, mình phải ăn. Cái cảnh giết mổ thì bọn tôi không quay được. Đó. Nè mọi người hết sức thông cảm. Ngày mai là nó không sôi nhỉ? Nó to hết cỡ chưa? Chỉ tầm nóng. Em mở cho nó to hết cỡ cho anh nhé. Đóng vào. Ừ, vừa nãy là em đóng vào. Này mà lấy vợ mà bảo là đóng vào mà lại bỏ ra là hết rồi. Mở ra lại đóng vào này. Em bị nhầm nhờ cái chồng chọt. Khi chờ đợi món tiên thì em sẽ thử ăn kiểu này nào. À. Đây. Đấy. Đây là chè xúc à? Món này chuẩn đấy mà rất là ngon nhé. Hả? Chưa. Em bảo món này ấy. Em là con cuốn được lá mơ. Nhưng mà ăn lá mơ bao giờ anh? Hôm nay thử ấy. Nhưng nó khó mà. Đúng rồi, cứ phải thử đi em ạ. Là chưa chưa? Cái nào ăn lá này vô hơn mọi người ấy. Ngon. Mùi lá mơ. Lá mơ này em biết ăn với cái gì là chuẩn đỉnh nhất không? Ăn thịt chó. Dạ. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh ạ. Chào anh, dạ. Lá mơ này ấy, đỉnh nhất là ăn với là vitamin go go. Đấy. Vâng. Cảm ơn em ra nhé. Cái nhà hàng mình là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ em? Mở cửa, nói chung là cả ngày cứ có khách lại. À, có khách phụ, ok. Đồ ăn ngon đấy. Đây tím. À. Đây là sôi lên nhỉ, sẽ ít bún. Giờ mình sẽ ăn cà rốt để cho nó thông minh. Rất ít coca đi, ăn đi. Rồi, cho nó ăn coca đi. Đó đi, coca cho nó ngấy. Cho Hải Nhi ăn cà rốt, Hải Nhi hỏi là ố tại sao bảo cà rốt mà Hải rốt mà lại bảo là thông minh được.
Cái món thịt rúi này ăn nó cũng tương đối là nhiều đạm, nên là anh em ăn sẽ không ăn được nhiều. Anh em tôi làm có 3 con thôi. 3 con 4 cân mấy, 5 cân, ăn uống nhẹ nhàng. Chị em ở trên Bắc Hà bây giờ đang là mùa mận đấy, đồng khởi hoa mận, mùa mận hoa mận đẹp lắm, đẹp long lanh rồi. Ăn xong bây giờ thì anh em mình sẽ di chuyển lên trên Bắc Hà để chiều nay mình sẽ vào bản để chơi hoa mận, nắng đang đẹp rồi. Ngoài Mộc Châu nó cũng đẹp nữa, Bắc Hà cũng đẹp, Mộc Châu cũng đẹp. Thay vì đi xa mình sẽ đi ngay Bắc Hà gần, nổi tiếng là mận Tam Hoa, Tam Hoa Bắc Hà, chứ mận Sơn La lại không thể nào. Hoa thì nhiều hơn nhá, nhưng mà không thể đỉnh bằng mận Bắc Hà đâu. Quả Bắc Hà nó to, nó mập và ăn nó giòn, mà do cái đất chất đất của nó cũng khác. Bắc Hà cũng trồng được quýt trước mình đi, anh chị lê Bắc Hà trồng được lê, Sapa trồng được quả gì, lê Tai Nung chưa thấy trồng được quả đấy. Với lại đặc biệt là Bắc Hà lại có chợ phiên Bắc Hà này em đấy, cái quan trọng. Anh em ra đòn tiếp nhá. Đây, mời tất cả 500 anh em. Nào. Đây là xương của nó. Không, đấy hẳn một con rúi đấy. Một hẳn một con luôn. Đây, em ăn như này này, lá mơ này. Đi dính xương. Mày. Anh chủ này anh khéo chọn phết, trong mấy con như mình ăn nó mềm hơn, cái con này là cái con chắc là nó dài nhất, thế nào anh cho vào đây linh. Nhờ, thấy không? Giòn gì ạ? Giòn không giòn. Cơm này ăn mà không có răng mà ăn hơi khó. Không. Nhưng các bác cái nhậu các bác thích ăn cái kiểu như này đấy, bởi vì thể dục nhiều. Cái phần nhiều. Cái phần đầu nó ấy, phần đầu nó, các em ăn phần đầu nó bì nó dày, đúng không? Nó mới ngon. Này. Còn cái phần này bì nó mỏng thôi, để anh ăn nhá. Thế là nếu mà con chuột dài dài là nó dai hơn đúng không chị? Con chuột à? Ừ, chuột dài nó dai hơn. Con này thực ra là đúng gọi là chuột à? Ngon hơn là chuột. Nào, có quả canh xương này em này. Mỗi chị em làm bát canh xương đi. Ăn bún này luôn à, nước nó sôi. Hả? Từ anh làm bát canh khoai đã. Cái khoai này ngon này. Cái khoai nấu một chút xương thôi, nhưng mà cái nước này rất là ngọt luôn. Cái nước ninh của cái rúi này ngọt lắm. Ninh từ các cái xương đầu ra đây này. Cái đầu với chân. Ủa. Đầu ăn đi, bún, ăn bún, múc nước vào. Múc cả thịt nữa em. Ngon rồi. Rồi, cho em ăn làm bát bún. Ừ, mấy đứa làm bát bún đi. Vâng, ăn bún này lấy cho. Đó, ăn đi. Đây. Cameraman này, đấy. Nào, bây giờ nước này mà san với lại là bún là chấm hết luôn. Anh ăn luôn để bún đó. Thôi được, đây anh lấy cho. Này. Này. Nhưng mà nước này nó có đậm bằng cái lúc mình ăn mì tôm bên. Có, anh nghĩ là nó cũng ngang cơ đấy. Đây, lấy thêm mấy miếng thịt nữa. Nhiều anh ạ. Ăn bằng hết đi. Bây giờ là anh em tôi ở cuối canh là bắt đầu phải chia rồi các bạn ạ. Thôi được rồi. Đến được em. Nào, đây. Bắt đầy luôn. Nào. Đấy, đủ thịt chưa? Mình làm thêm một ít bún nữa. Nói chung là cứ phải ăn nó no.
có sức để đi review ẩm thực cho các bác được nhiều. Có nhiều bác cứ hỏi bảo là vợ em đừng có ăn theo anh Hải, không vợ em béo như anh. À thế à? Nhưng mà bảo các bác là thèm lại không chịu được. Rồi tắt cái bếp đi em. À, tắt đi. Ấn không kia. Không tắt được hả? Gạt gạt nữa. Đây đây. Có cái gạt đấy đấy. Gạt mạnh vào. À, thành công. Rồi, mời các bác nhé. Chung là sau khi thưởng thức các món xong thì mình nên làm tí bún cho uy tín. Khi em ai ăn xong chưa không? Mà em ăn hết thịt thì mới được về nhá, mấy đứa nhá. Ăn hết thịt thì mới được về đấy. Cái quả bì nó dai, giòn. Thực ra con như con dai là con già. Anh em đi ăn thì nó không thể sánh khỏi được. Già nên họ cũng để vào trong bình hầm. Dưới thanh niên thì họ sẽ nướng hoặc là xào với cái gì đây nhỉ? Anh ạ. Bí chuối. Bí chuối. Ăn thêm bí chuối nữa em này, ngọt. Thích thì phải ăn nhiều chứ. Tại vì em chưa nhận ra là em cầm vài miếng thịt nữa. À, chưa nhận ra. Anh nghĩ dạo này đi cùng Smart TV nhiều nên là ngôn từ nó cũng ok hơn rồi đấy nhỉ. Nó bớt kiểu ngọng ngọng ngày xưa ấy nhỉ. Em vẫn còn ngọng lắm mẹ. Hả? Nói chuyện này có run không? Giờ này tự tin hơn rồi. Ngon. Cái em trang cái nước canh này ngon này. Cái canh rúi này rất là ngon sánh. Mà ở trong cái bát canh rúi này nó có miếng thịt rúi, nó cũng rất là chất lượng luôn. Đấy. Mình định đến mình lấy miếng thịt rúi cho các người đẹp, nhưng mà nhìn lại các bát các người đẹp người nào cũng còn đầy. Nói chung là 4 người mà ăn đến 4 con rúi là cũng kinh đấy. Ngày xưa về em cả nhà ăn 1 con rúi thôi anh ạ. À. Bây giờ mình ăn 4 con thì hơi nhiều. Em biết không? Ngày xưa ấy. Nhưng mà đấy là phải nhìn nhau đúng không? Này ngày xưa là chặt này thật nhỏ ra. Thật nhỏ. Xong rồi lấy 4-5 quả bi chuối. Bi chuối không thái này đâu, mà bi chuối là đập. Đập. Đập bụp phát ra, vỡ ra. Thật thôi, em nấu cả như thế đây. Sau thì ít nhưng mà vớt thịt làm gì có mấy đâu đúng không? Nhiều nhất vẫn là chuối thôi. Quá đã. Ấm bụng nha. No ấy, ấm nè. Vừa vào ăn cũng không nhìn cái địa chỉ nữa. Nhắc lại ghi mấy địa chỉ quán cho các bạn đến đây ăn nhé, ngon lắm. Đây. Sau đây có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hy vọng là các bạn ủng hộ hành trình xuyên Việt của anh em nhà mình nhé. Còn anh em mình xuyên đến đâu thì có gì cứ thông báo trên video cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp nhé. Bye bye.
ăn ở Sapa thì quá hợp lý các bạn ạ. Rất là dân dã, một cái gì đấy nó nguyên chất nguyên thủy, hợp hợp. Các bạn lên Sapa thì không nên bỏ qua món ăn này.